dù các bạn có nhận ra hay không thì các bạn cũng sẽ thấy là bên trong mình bị ảnh hưởng bởi nền văn minh Atlantic, và bây giờ là cái phần Lemuria của các bạn đang tỉnh dậy này. Xin chào các bạn, mình là Chi Ưn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Cho những bạn chưa biết thì mình là một tarot reader, mình là một healer. Vì vậy nếu các bạn muốn book lịch xem tarot hoặc các bạn muốn book lịch healing với mình, các bạn có thể inbox vào fanpage đó là Chi Ưn Tarot. Và nếu như các bạn muốn đọc thêm nhiều bài viết và nhiều chia sẻ của mình hơn nữa thì các bạn có thể tham gia vào group đó là The Chi Ưn nhé. Video hôm nay sẽ là một video mà mình nói về hai nền văn minh đã từng rất phát triển ở trên trái đất và ngày nay nó không còn tồn tại nữa, đó là Atlantic và Lemuria, cùng với những cái thông điệp mà đang ảnh hưởng trực tiếp đến chúng ta từ hai nền văn minh này. Và kể cả các bạn có nhớ về những cái kiếp sống mà các bạn đã từng sinh sống ở trong hai nền văn minh đó hay không, thì khi mà bạn xem video này của mình, chứng tỏ là bạn có một cái sự gắn kết nào đó, bạn có một cái mối liên hệ nào đó giữa hai nền văn minh này, và chúng đang vô thức, những cái nguồn năng lượng, những cái kiếp sống đó đang vô thức ảnh hưởng đến bạn hiện tại ngay bây giờ. Khi mà mình ngồi đây mình nói với các bạn về chủ đề này, nó cũng là một điều khá là bất ngờ với mình. Tại vì là trong những cái ngày trước, khi mà mình có kết nối với một người bạn ở trong gia đình thiên hà của mình, đó là Lucas. Nếu như mà các bạn chưa biết cái cách nào để có thể kết nối với gia đình thiên hà, gia đình ngôi sao của các bạn, thì các bạn có thể xem lại video mà mình đã hướng dẫn rất là chi tiết, mình sẽ để link ở đây nhé. Thì khi mà mình kết nối với một cái người bạn là người Pleiadian, là một cái người bạn ở trong gia đình thiên hà của mình á, đó là Lucas, thì mình nghe được một thông điệp từ bạn ấy. Bạn ấy nói, nhắc với mình đó là hãy chia sẻ nhiều hơn nữa về Mu. Mu là Lemuria đó, gọi tắt là Mu. Hãy chia sẻ nhiều hơn nữa về Mu, hãy chia sẻ nhiều hơn nữa về những cái thông điệp, những cái năng lượng của Lemuria, tại vì nó rất là cần thiết cho chúng ta ở trong giai đoạn này. Tuy nhiên là mình cũng không có nghĩ là mình sẽ chia sẻ cái gì, nên là mình gác cái chủ đề đó sang một bên. Và ngày hôm nay khi mà mình tìm xem là mình sẽ chia sẻ chủ đề gì với các bạn á, thì mình thấy ở trên YouTube của mình á, nó xuất hiện liên tiếp những video mà nói về Atlantic và Lemuria luôn. Nó cứ xuất hiện đi, xuất hiện lại, xuất hiện đi, xuất hiện lại. Và mình biết, đến lúc mà mình phải chia sẻ về cái điều này rồi. Mình không thể chối bỏ được cái việc là mình sẽ phải chia sẻ những thông điệp này ngay trong giai đoạn này. Tại vì có rất là nhiều người sẽ kết nối với những cái thông điệp này, và có rất là nhiều người kết nối với hai nền văn minh này. Họ đang quay trở lại để học những cái bài học của họ. Nên đây sẽ là một cái video mà mình nghĩ là sẽ có rất rất nhiều liên kết với các bạn nhé. Để nói về Atlantic và Lemuria, thì đây là hai nền văn minh mà đã từng tồn tại trong lịch sử trái đất và từng rất là phát triển trong những thế kỷ trước hoặc là giai đoạn trước đây á, thì chúng ta có thể coi đó là những cái huyền thoại, những cái truyền thuyết không có thật. Nhưng mà bây giờ thì các bạn sẽ thấy là rất nhiều người trong chúng ta nhớ lại về những cái kiếp sống mà chúng ta ở Atlantic hoặc ở Lemuria, hoặc là rất là nhiều những cái thông điệp từ những cái người dẫn kênh á, họ chia sẻ lại những cái lịch sử, họ chia sẻ lại những cái thông điệp đến từ người Atlantic và người Lemuria. Và cái bức tranh nó ngày càng rõ ràng, nó ngày càng cụ thể hơn với hai nền văn minh đó. Nếu như mà so sánh Atlantic và Lemuria với nền văn minh hiện đại của chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy là họ rất là phát triển hơn chúng ta rất là nhiều. Và có thể nói là chúng ta đang ở trong cái thời kỳ này là một cái bước thụt lùi, đó là một cái sự sắp xếp của vũ trụ, vì là có những cái bài học mà chúng ta chưa học được trong hai nền văn minh đó, và chúng ta cần phải có cái sự đi chậm lại để chúng ta học một cách vững chắc trước khi mà chúng ta tiến lên. Thì Atlantic và Lemuria là hai nền văn minh có sự đối lập nhau hoàn toàn. Atlantic là một nền văn minh thiên về tính nam, thiên về khoa học công nghệ, còn Lemuria là một nền văn minh thiên về tính nữ, thiên về cái việc là kết nối với tự nhiên và kết nối với trái tim. Thì mình sẽ chia sẻ những cái thông điệp và chia sẻ cụ thể hơn về hai nền văn minh này nhé. Đầu tiên là Atlantic. Atlantic thì các bạn có thể nghe nhiều hơn, tại vì là các bạn có thể xem những bộ phim này, các bạn có thể đọc những cái cuốn sách, ví dụ Muôn Kiếp Nhân Sinh chẳng hạn. Thì trong cuốn sách có một cái kiếp sống của tác giả ở thời Atlantic, và những cái chia sẻ của tác giả thì tất nhiên là chỉ là những cái chia sẻ dưới cái góc nhìn của tác giả thôi, ở trong cái kiếp sống của tác giả thôi, nhưng mà nó cũng, mình thấy nó cũng khá là bao quát về những cái điểm nó nổi trội nhất của Atlantic. Thì Atlantic là một nền văn minh thiên về tính nam, có nghĩa đó là nền văn minh này nó sẽ thiên về cái chế độ là phụ hệ hơn như là chúng ta ngày nay hiện tại. Và đó là một cái nền văn minh mà khoa học công nghệ của họ rất là phát triển, rất rất là phát triển so với ngày nay của chúng ta hiện tại. Họ không sử dụng xăng dầu để họ tạo ra năng lượng, mà họ sử dụng đá, họ sử dụng tinh thể, crystal, pha lê để tạo ra những cái nguồn năng lượng nó rất là mạnh. Và cái
cái nền văn minh đó thì họ đi lại không chỉ là bằng những cái phương tiện như chúng ta, họ có những cái phi thuyền có thể di chuyển rất là nhanh, có những cái đường giao thông ở trên trời và tất cả những cái điều mà chúng ta tưởng tượng về một cái xã hội, về một cái thế giới của tương lai ấy, thì nó đã từng xảy ra ở thời kỳ Atlantic rồi. Thời kỳ Atlantic là một cái thời kỳ mà khoa học công nghệ rất là phát triển, năng lượng rất là phát triển, họ có những cái kỹ thuật mà rất là cao, ví dụ có thể cấy ghép, lai tạo các giống loài với nhau. Các bạn đọc cuốn Muôn Kiếp Nhân Sinh các bạn cũng sẽ thấy đó là một cái phần của cái bức tranh đó. Và nền văn minh này từng là một cái nền văn minh rất là cởi mở nhá. Đã có rất là nhiều chủng tộc xuống trái đất của chúng ta trong thời kỳ Atlantic mà dưới cái hình dạng nguyên bản của họ luôn. Chứ họ không phải là hóa thân thành những cái sinh vật ở trên trái đất như là những cái starship chúng ta xuống đây và chúng ta đầu thai thành con người, nhưng không. Ở thời kỳ Atlantic thì mọi người xuống với cái hình dạng nguyên bản của mọi người luôn. Và thời kỳ đó có rất là nhiều sinh vật mà chúng ta có thể thấy trong những cái cuốn tiểu thuyết, hoặc là những cái sinh vật mà chúng ta có thể nghĩ đó là sinh vật huyền thoại, ví dụ như là ngựa có cánh, ví dụ như là kỳ lân, hoặc là ví dụ như là kiếp sống đó thì có chủng tộc đó là người Mintaka, người Mintakan là người cá, thì họ đã xuống Atlantic và họ đầu thai dưới cái chủng tộc người cá. Đó là lý do mà chúng ta thấy là khi mà nói về những cái bộ phim liên quan tới Atlantic thì sẽ có một cái nhân vật được đề cập đó là những nàng tiên cá. Thì đó là tại vì là trong thời kỳ đó thì chủng tộc người cá đã đến trái đất của chúng ta mà sinh sống một cách rất là hòa bình, sinh sống một cách rất là công khai trong cái thời kỳ đó. Thì đó là một cái thời kỳ mà cái sự phát triển về khoa học công nghệ, cái sự phát triển về năng lượng, cái sự phát triển về trí tuệ á, nó rất là cao. Nhưng mà thời kỳ đó, con người ở trong thời kỳ đó họ không có cái sự phát triển để hướng vào bên trong, có nghĩa là họ chỉ hướng ra bên ngoài, họ đề cao cái trí óc, họ đề cao cái sự phát triển của họ, nhưng mà họ không biết cái cách đó là kết nối với trái tim, họ không biết cái cách để lắng nghe bản thân, họ không có biết cái cách để mà sống với tình thương. Nên là nó, cái xã hội lúc đó nó chỉ phát triển nghiêng về một cái mặt, đó là cái chỉ số khoa học thôi, còn cái chỉ số tình thương nó rất là thấp. Và nếu như các bạn đọc cuốn Emmy cậu bé đến từ các vì sao á, thì các bạn sẽ biết đó là để một cái hành tinh nó có thể phát triển lên, nó sẽ cần có cái sự cân bằng giữa cái chỉ số khoa học và chỉ số tình thương. Thì Atlantic là một cái nền văn minh mà chỉ số khoa học nó rất là cao nhưng chỉ số tình thương thì nó rất là thấp, nên là con người trong thời kỳ đó họ không có tình thương, họ không có cái lòng trắc ẩn và họ hành xử một cách rất là tàn nhẫn, một cách rất là tàn bạo, và họ chỉ là quan tâm đến lợi ích cá nhân của họ thôi. Vì vậy có thể là gây ra rất là nhiều vấn đề mà hiện tại chúng ta nhìn vào chúng ta sẽ thấy nó rất là phi nhân đạo, phi đạo đức. Thì trong thời kỳ Atlantic mọi người đã quen thuộc với cái việc là phải quan tâm và phải nghĩ cho bản thân mình trước, nên là họ làm ra rất là nhiều cái hành động mà nó đi ngược lại với cái tình yêu, và họ không còn lắng nghe được bên trong họ nữa, họ cũng không còn cái tình yêu ở bên trong nữa, mà họ chỉ là hướng ra về cái việc là phát triển khoa học công nghệ và làm sao để chúng ta có thể chiếm đóng nhiều nhất, làm sao để chúng ta có thể tạo ra nhiều của cải nhất. Thì nền văn minh trong thời kỳ đó nó có cái sự phát triển rất là lệch như thế, nó đi xa so với cái hướng ban đầu là phát triển khoa học công nghệ để giúp ích cho cuộc sống, thì nó lại đi xa so với cái hướng ban đầu. Nên là thành ra nền văn minh đó đã bị sụp đổ bởi một trận đại hồng thủy cuốn hết tất cả mọi thứ về dưới đáy đại dương, và tất nhiên là chúng ta sẽ không tìm thấy được những cái di chỉ còn sót lại của những cái nền văn minh này, tại vì là nó là một sự sắp xếp để cho tất cả nó bị chôn vùi và sẽ không tìm thấy điều gì khác. Đó là về Atlantic. Còn về Lemuria, Lemuria thì ngược lại với Atlantic là một nền văn minh phát triển thiên về tính nữ, đó là chế độ mẫu hệ. Và đây là một cái nền văn minh mà họ sống hòa hợp với thiên nhiên, họ coi trọng thiên nhiên, và họ là cái nền văn minh mà họ có cái đời sống cộng đồng, họ rất là yêu thương, họ rất là gắn bó với nhau. Và những cái người ở trong nền văn minh Lemuria này á, là những cái người mà họ có cái khuynh hướng chữa lành tự nhiên thôi, rất là nhiều người làm cái công việc chữa lành nhá. Và đây là một cái cuộc sống cộng đồng mà tràn ngập yêu thương, tràn ngập ánh sáng, tràn ngập tình thương đối với tất cả mọi người. Nó là một cái nền văn minh mà chúng ta sống hòa hợp với thiên nhiên, và ai trong nền văn minh đó cũng tràn đầy cái tình yêu thương và tràn đầy cái sự bác ái hết. Trong nền văn minh Lemuria thì mọi người đều có cái sự kết nối với trái tim của mọi người đều có cái sự kết nối với bên trong, mọi người đều có cái sự kết nối với vũ trụ và cái công việc mà mọi người làm nhiều nhất, đó là những cái công việc liên quan tới chữa lành, là những cái công việc liên quan tới việc trồng trọt. Họ sống thành một cái cộng đồng, họ có cái tình yêu thương rất là chan hòa dành cho nhau. Nhưng mà tuy nhiên á, như mình nói đó, thì để một cái nền văn minh, một cái hành tinh có thể phát triển thì nó sẽ vừa bao gồm là chỉ số khoa học và chỉ số tình thương, hai cái phải có cái sự phát triển song song. Nhưng mà ở nền văn minh Lemuria thì chỉ có cái sự phát triển về tình thương là cao, nhưng mà thiếu mất cái sự phát triển về cái trình độ khoa học. Và thứ hai á, đó là một
cái nền văn minh hoặc là một cái con người mà có cái sự phát triển vững chắc thì đó phải là một cái hành tinh, một cái con người mà có cái sự cân bằng giữa tính nam và tính nữ, thì Lemuria lại là một cái nền văn minh mà thiên về tính nữ quá nhiều và nó bị mất cân bằng á. Những cái người ở trong nền văn minh đó họ có cái sự kiểu như là tập trung vào cộng đồng, họ sống vì cộng đồng, họ dành cho một cái cộng đồng mà họ quên mất cái việc là phải dành đi sâu vào bên trong mình, cái việc phải kết nối với bên trong mình, cái việc là phải làm việc với bên trong mình. Họ thường họ sẽ hướng ra để đi theo một cái cộng đồng và là cái sự gắn kết chung á. Nó cũng giống như một cái chủng tộc khác đó là Hadarian thì cũng từng có cái điều đó xảy ra khi mà họ có cái tình yêu thương vô điều kiện và họ sống vì cộng đồng mà họ quên mất cái việc đó phải đi vào để mà hướng vào để chữa chữa lành, đi vào hướng vào để tìm hiểu bên trong bản thân mình hơn. Họ quên mất cái việc đó là họ mỗi người phải làm có một cái hành trình riêng, cái hành trình đó của họ phải phát triển thì mới đóng góp vào cái cộng đồng được. Thì đó cũng là cái lý do mà nền văn minh Lemuria, mặc dù là chúng ta tưởng tượng là nó rất là đẹp như là một thiên đường trên trái đất, thì nó cũng đã bị sụp đổ sau một trận đại hồng thủy. Chúng ta sẽ thấy là cả hai nền văn minh mà từng phát triển đến trên trái đất thì nó đều sụp đổ sau một trận đại hồng thủy. Tuy nhiên á, là người Lemuria và cả người Atlantis nữa, khi mà cái nền văn minh sụp đổ thì họ đã lưu giữ lại rất là nhiều những cái năng lượng và rất là nhiều cái mã về những cái kiến thức của họ vào những cái viên đá, và có những cái loại đá ví dụ như là đá của người Lemurian á, thì các bạn sẽ thấy nó có những cái đường vân 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 ở trên đó, là nó là mã hóa của những cái kiến thức, và phải khi các bạn đạt đến một cái trình độ phát triển nhất định thì các bạn có thể giải mã được cái đó, hoặc là những cái người mà họ có cái sứ mệnh họ mới có thể giải mã được những cái đó. Nhưng mà hai nền văn minh đó thì nó đều đang ảnh hưởng đến chúng ta ngay hiện tại này. Những dù là các bạn có nhớ hay không á, thì các bạn cũng đã từng sinh sống trong những cái thời kỳ đó, thời kỳ mà tính nam cao hơn và thời kỳ là mà tính nữ cao hơn. Khi mà trái đất của chúng ta không đạt được cái sự cân bằng á, thì mọi thứ nó hủy diệt để chúng ta trải qua cái thời kỳ hiện tại. Cái thời kỳ này là cái thời kỳ mặc dù là sự kết nối với trái tim này hoặc là trình độ khoa học công nghệ nó không bằng hai cái nền văn minh trước, nhưng đây là sẽ là một cái thời kỳ mà chúng ta sẽ hứa hẹn về cái điều là chúng ta có được cái sự cân bằng, chúng ta có cái sự phát triển ngang bằng giữa cái chỉ số khoa học và cái chỉ số tình thương. Và rất là nhiều linh hồn trong những chúng ta nhé, những cái người chúng ta đang ở trong cái thời kỳ này là những cái linh hồn mà chúng ta đã từng có những cái kiếp sống ở Atlantis và Lemuria. Và giai đoạn này, đây là một cái lá bài mà mình nhận được rất là nhiều khi mà mình xem tarot cho các bạn ấy, thì đây là cái thông điệp mà mình nhận được rất là nhiều khi mà mình xem về sứ mệnh của các bạn. Đó là rất là nhiều bạn, các bạn, đây là cái lá lần nói về cái việc là rất là nhiều bạn đã từng sinh sống trong những cái thời kỳ Atlantis và Lemuria, và các bạn đang quay trở lại trái đất trong thời kỳ này thêm một lần nữa để các bạn sửa chữa những cái sai lầm của các bạn, để các bạn có thể chia sẻ ra những cái ánh sáng, để các bạn có thể chia sẻ ra những cái kiến thức mà các bạn có góp phần cho trái đất này nó có được cái sự cân bằng, nó có thể truyền lên một cái chiều kích khác mà nó là tình yêu thương và là ánh sáng nhiều hơn. Thì đây là cái giai đoạn rất là quan trọng này. Trái đất của chúng ta, các bạn sẽ thấy là giai đoạn vừa qua nó sẽ có cái mô thức nó phát triển nó khá là giống với Atlantic, khi mà chúng ta là một cái chế độ phụ hệ và chúng ta đang hướng vào phát triển khoa học công nghệ rất là nhiều. Chỉ số khoa học của chúng ta nó đang phát triển rất là nhiều so với chỉ số tình thương, và chúng ta hướng ra bên ngoài rất là nhiều so với việc chúng ta hướng vào bên trong. Đó là vào ở thế kỷ 20 và vào thế kỷ 21 này á, thì chúng ta bắt đầu phải hướng vào bên trong, chúng ta phải bắt đầu kết nối lại với trái tim. Đó là lý do mà vì sao có rất là nhiều người thức tỉnh, có rất là nhiều người đi tìm lại bản thân mình, có rất là nhiều người đang đi trong cái hành trình cá nhân để tìm lại bản thân mình trong giai đoạn hiện nay. Nghĩa là giai đoạn vừa vừa qua là có rất là nhiều những cái ảnh hưởng của Atlantis thông qua những cái linh hồn mà có kiếp sống ở Atlantis, họ đang chi phối cái thực tại ở trên trái đất này. Dù các bạn có nhận ra hay không thì các bạn cũng sẽ thấy là bên trong mình bị ảnh hưởng bởi nền văn minh Atlantis. Đó là cái việc hướng ra bên ngoài, đó là cái việc chú trọng phát triển khoa học công nghệ, đó là cái việc mà quên mất cái việc kết nối với bên trong trái tim, và bây giờ là cái phần Lemuria của các bạn đang tỉnh dậy này, để các bạn có thể kết nối với bên trong mình, để các bạn hướng vào bên trong mình rất là nhiều. Và chúng ta đang ở trong cái thời kỳ mà chúng ta phải cân bằng giữa hai cái điều đó, nên cái ảnh hưởng, cái năng lượng của Atlantis nó đang lớn, và bây giờ là cái lúc mà năng lượng của Lemuria, đó là cái việc mà tính nữ nhiều hơn, phát triển về tính nữ nhiều hơn, hướng vào bên trong nhiều hơn, có cái sự nhẹ nhàng hơn, tôn trọng những cái người phụ nữ hơn, hướng vào thiên nhiên nhiều hơn, kết nối với bên trong, lắng nghe vũ trụ nhiều hơn, thì cái năng lượng của Lemuria đang trỗi dậy rất là mạnh mẽ trong bất kỳ chúng ta, để bản thân chúng ta có được cái sự tổng hòa của hai cái nguồn năng lượng đó bên trong mình.
Và khi mỗi cá nhân của chúng ta có được cái sự tổng hòa đó thì trái đất của chúng ta cũng sẽ có được cái sự tổng hòa và sẽ có được cái sự phát triển đó, nó một cách trọn vẹn để chúng ta có thể đi đến một trái đất mới. Còn lịch sử thì đã chứng minh là bất kỳ nền văn minh nào mà nếu như bạn có trình độ phát triển khoa học công nghệ kỹ thuật cao hơn so với trình độ tình thương, nền văn minh đó sẽ sụp đổ. Tự bản thân những cái con người ở trong nền văn minh đó sẽ phá hủy nền văn minh đó. Nó không chỉ là Atlantic, đã từng có rất là nhiều nền văn minh ở trong vũ trụ đã trải qua cái điều đó, hoặc là rất là nhiều những cái nền văn minh cổ xưa của chúng ta đã trải qua cái điều đó. Ví dụ như là nó là một cái hành trình mà nếu như các bạn chưa học được cái bài học trong cái thời kỳ đó thì các bạn sẽ tiếp tục lặp lại cái bài học đó, và càng nhiều người chưa học, càng nhiều người chưa giải quyết được cái vấn đề đó, nó sẽ trở thành một cái vấn đề chung của xã hội. Ví dụ như là những cái cá nhân mà tạo ra nền văn minh Atlantic, có rất là nhiều người nhá, là họ đã từng sinh sống ở trên chòm sao Orion. Đây là một cái chòm sao mà nó đã từng xảy ra một cuộc chiến tranh rất là lớn, khi mà chúng ta thiếu mất cái tình thương, chúng ta quên thiếu mất cái sự kết nối và cái sự phát triển ở với bên trong mình, mà chúng ta có cái trình độ khoa học công nghệ rất là cao, thì nền văn minh Orion này nó đã từng xảy ra một cuộc chiến tranh rất là dữ dội, nó nhiều hơn Atlantic rất là nhiều lần. Rất là nhiều cá nhân họ đã tạo ra những cái vấn đề nghiệp quả, và họ đã có cái kiếp sống ở Orion mà họ vẫn chưa học được bài học, hoặc họ chưa giải quyết được cái vấn đề nghiệp quả của họ, thì họ lại quay trở lại Atlantic, họ lại lặp lại cái khuôn mẫu đó với cái việc phát triển khoa học công nghệ rất là cao, với cái việc hướng ra bên ngoài, với cái việc quên mất cái tình thương để họ có thể học được cái bài học và họ chữa lành. Và khi mà Atlantic sụp đổ, cái bài học đó vẫn chưa học xong, thì lại quay trở về với cái thời kỳ hiện nay của chúng ta. Chúng ta lại đang học cái bài học đó. Các bạn có thể thấy là thế kỷ 20 là một thế kỷ có sự phát triển của khoa học công nghệ rất là cao, rất là nhiều những cái phát minh nó được ra đời trong thế kỷ này, là một cái thế kỷ mà con người chúng ta có cái sự phát triển vượt bậc về khoa học công nghệ. Nhưng mà cũng là cái thời kỳ mà rất là nhiều năng lượng của nền văn minh Atlantic, cũng như là rất là nhiều có cái người có cái kiếp sống ở Atlantic thì họ đến quay trở lại đây trong cái thời kỳ này, và họ tạo ra một cái xã hội nó lại thiên về cái tính nam, thiên về cái việc phát triển khoa học công nghệ và thiên về cái việc hợp ra bên ngoài. Nó tạo nên những cái cuộc chiến rất là dữ dội, với chiến tranh thế giới thứ nhất, thứ hai, và thời kỳ đó suýt nữa là có xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba nữa. Nhưng mà rất là may là chúng ta đã ngăn chặn được cái điều đó xảy ra. Và đến thế kỷ 21 này, chúng ta đã bắt đầu có những cái sự dịch chuyển dần dần để chúng ta có thể hướng vào bên trong, để chúng ta có thể để cho cái nguồn năng lượng của người Lemuria, của người Lemurian, để cho nguồn năng lượng của Lemuria nó thấm nhuần vào bên trong chúng ta. Chúng ta bắt đầu tỉnh giấc và chúng ta bắt đầu tìm về bên trong mình, chúng ta bắt đầu hướng về bên trong mình, chúng ta bắt đầu nhớ lại về cái nguồn gốc, chúng ta bắt đầu nhớ lại về sự kết nối của chúng ta, và chúng ta không còn hạnh phúc khi mà chúng ta ở trong một cái ngôi nhà với 4 bức tường đó. Nhất là trong thời kỳ mà dịch bệnh đang xảy ra như này, nó làm cho các bạn càng cảm thấy cuộc sống của mình vậy đâu là cái điều cuối cùng mà mình mong muốn, hạnh phúc thực sự của mình là gì á. Đó, dịch bệnh nó cũng là một cái cách mà vũ trụ đang làm cho chúng ta nhớ lại, làm cho chúng ta thức tỉnh, là một cái thông điệp rất là dữ dội, là một cái thông điệp nó rất là sâu sắc đến mọi người về cái việc đó, là tỉnh giấc đi, để xem thử là các bạn muốn điều gì, các bạn cần cái điều gì, đâu là điều các bạn hướng tới. Thì thông điệp mà mình đang nhận được ngay lúc này đó là các bạn hãy để cho năng lượng của Mu, năng lượng của Lemuria được lan tỏa mạnh mẽ ở trong mỗi chúng ta, trong xã hội của chúng ta. Hãy trở thành một cái người chữa lành cho ngay cả bản thân mình. Hãy trở thành một cái người đi vào sâu bên trong mình. Hãy trở thành một cái người mà kết nối sâu sắc với bên trong mình. Hãy là một cái người có kết nối mạnh mẽ với thiên nhiên, kết nối mạnh mẽ với trái đất. Và hãy là một cái người mà chúng ta sẽ mang những cái nguồn năng lượng hài hòa và ấm áp đó, chúng ta lan tỏa đến những cái người, có thể là người thân, có thể là bạn bè, có thể là những cái người xung quanh chúng ta, để họ nhớ lại được về cái tình yêu và cái ánh sáng ở bên trong họ. Và để tiến lên một trái đất mới thì chỉ những cái con người mà họ có được cái sự phát triển cân bằng, chỉ có những cái con người mà họ cân bằng được giữa cái nguồn năng lượng của Atlantic và Lemuria thì họ mới có thể đi lên một trái đất mới, họ mới có cái sự phát triển, họ mới có cái sự nâng cấp bản thân lên. Còn những cái người vẫn mắc kẹt lại với cái thực tại cũ thì họ sẽ sống trong cái thực tại của họ, họ sẽ sống trong một cái trái đất cũ, và nó là một cái điều nó không tốt đẹp một chút nào. Và ở xã hội của chúng ta hiện nay, chúng ta nghĩ trí thông minh đó là thông minh về mặt đầu óc, nhưng với những nền văn minh có cái sự phát triển cao hơn thì họ sẽ nhận ra một điều, đó là sự phát triển, sự thông minh á, nó sẽ gồm có thông minh về mặt đầu óc và thông minh, trí thông minh về trái tim. Khi mà chúng ta vừa phát triển về mặt đầu óc, chúng ta vừa phát triển về mặt trái tim, đó gọi là trí huệ, thì gọi mới đó là chúng ta có sự phát triển. Còn nếu chúng ta chỉ có cái sự phát triển về mặt đầu óc thôi á,
nó không thể hiện cho cái sự phát triển của chúng ta, nó chỉ là chúng ta có cái khả năng chúng ta truy cập vào nhiều nguồn thông tin hơn và chúng ta có cái khả năng để mà chúng ta tạo ra nhiều thứ hơn, nhưng mà chúng ta lại thiếu mất cái sự kết nối bên trong, chúng ta lại thiếu mất cái tình thương, thiếu mất cái trực giác ở bên trong để chỉ dẫn cho chúng ta trên cái con đường này. Nên là khi mà xã hội càng phát triển lên thì cái định nghĩa về cái sự thông minh, định nghĩa về cái sự trí tuệ của con người chúng ta nó sẽ ngày càng khác đi. Và thay vì là cái việc chúng ta đi ra ngoài, cái việc chúng ta luôn chạy theo vật chất mà chúng ta quên mất hạnh phúc là gì, quên mất là mình thực sự mong muốn một điều gì thì xã hội sẽ ngày càng có cái sự phát triển nó căn bản và nó mạnh mẽ hơn để chúng ta có thể dung hòa được giữa cái nguồn năng lượng Atlantic và cái nguồn năng lượng Lemuria ngay ở bên trong bản thân của chúng ta. Và các bạn, mình nhắc lại một điều nữa là các bạn xem video này, các bạn đang có cái sự gắn kết với Atlantic và Lemuria, các bạn đang có cái sự gắn kết ở bên trong bản thân mình với hai nền văn minh đó, và bạn đang vô thức bạn sống theo những cái năng lượng và những cái cách hành xử mà chúng ta đã từng có ở trong hai nền văn minh này. Những cái điều đó đã tạo nên những cái sai lầm, những cái điều đó đã tạo nên những cái sự sụp đổ, và đây là cái lúc chúng ta đến đây để sửa chữa sai lầm này. Chúng ta đến đây để chúng ta làm lại một lần nữa với một cái sự phát triển cân bằng, với một cái sự phát triển hài hòa hơn. Và rất là nhiều bạn, các bạn sẽ dần dần các bạn sẽ được nhớ lại về những cái kiếp sống mình đã từng có trong hai nền văn minh đó. Các bạn sẽ nhớ lại về cái sự kết nối của hai nền văn minh đó. Và đây là cái lúc mà các bạn hãy để cho cái năng lượng của người Lemurian dẫn đường cho các bạn. Các bạn hãy để cho năng lượng của Lemuria dẫn đường cho các bạn trên cái con đường mà các bạn tìm lại về bản chất và về với tình yêu thương ở bên trong trái tim mình. Mình hy vọng là video hôm nay đã giúp các bạn có thêm những cái hiểu biết về những cái nền văn minh đã qua này, hoặc là giúp cho các bạn hiểu hơn về cái hành trình mà mình đang đi ngay bây giờ. Và nếu như các bạn có điều gì muốn chia sẻ, hoặc các bạn có cái kết nối nào đặc biệt sâu sắc với hai nền văn minh này, thì các bạn có thể comment phía dưới cho mình được biết với nhé. Video hôm nay xin dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của mình, vì mình sẽ quay trở lại với nhiều video hay hơn nữa về tarot, về chữa lành, về vũ trụ, về việc kết nối với trái tim mình. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.